À, thưa quý vị và các bạn, tôi thì là một người phụ nữ không biết uống rượu nhưng mà chỉ cần nhìn thấy một ai đó mới nâng ly vài chén mà mặt mũi thì đã có biểu hiện là đỏ tưng bừng là tôi thì cũng có thể biết ngay là rượu đã vào cơ thể và đi rất là nhanh và ngay lập tức thì đã có tác động đến chính cái người uống đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu đường đi của rượu như thế nào. Vâng thưa quý vị, rượu sau khi mà quý vị nhấp vào môi thì nó sẽ đi thẳng vào trong nó sẽ đi thẳng vào trong cơ thể của chúng ta và nó xuống ngay phần dạ dày và rất nhanh chóng thì nó sẽ thấm qua phần niêm mạc của dạ dày để đi vào máu thông qua quá trình tiêu hóa. Ảnh hưởng của rượu đến sức khỏe thì bắt nguồn từ quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể. Sau khi mà rượu được dung nạp thì cơ thể sẽ ưu tiên chuyển hóa rượu và ngừng mọi hoạt động chuyển hóa khác Sở dĩ cơ thể ưu tiên chuyển hóa rượu trước tiên là do rượu không giống như là chất đạm protein hay là chất đường bột carbon hydrate, hay là chất béo Nên là cơ thể không thể giữ trữ được rượu nên là nó được chuyển hóa đầu tiên Sau khi mà rượu được dung nạp vào dạ dày thì khoảng 20% lượng rượu sẽ được hấp thụ ở đáy và sẽ được ngấm trực tiếp vào máu Trong vòng vài phút thì rượu sẽ được dung nạp lên não và tạo ra cái cảm giác là kích thích không có chất dinh dưỡng nào có khả năng kích thích như vậy và từ máu thì rượu sẽ được đưa đến nhiều phụ tạng trong cơ thể mà chủ yếu đó chính là ở phần gan cơ quan chính có chức năng chuyển hóa rượu một lá gan khỏe mạnh thì có thể là sẽ oxy hóa rượu tinh khiết ở tỷ lệ là 1 phần 4 cho đến 1 phần 3 của 30ml rượu trong 1 giờ. Nghĩa là trong một thời gian thì chỉ có thể oxy hóa được ít hơn 30ml rượu mạnh. Vì vậy nếu như mà bạn uống rượu nhiều hơn mức độ xử lý của gan thì độ rượu ở trong máu của bạn sẽ tăng lên. Và mức độ tác động của rượu lên cơ thể chúng ta thì sẽ phụ thuộc vào nồng độ rượu và thời gian uống rượu hoặc là nghiện rượu cũng như là tình trạng của sức khỏe và bệnh tật của mỗi người cùng là một người bình thường thì có thể là sẽ uống rất là tốt À nhưng mà hôm nào mà thể trạng của chúng ta ốm yếu hoặc là mới ốm dậy thì có thể là chỉ ngửi thấy mùi thì đã sợ rồi hay là như là uống rượu khi mà đói thì sẽ dễ say hơn là sau khi mà đã có chút đồ ăn lót dạ vì vậy để đảm bảo được sức khỏe thì bạn nên là tự biết mình là ai và đừng nên cố quá đặc biệt là với người đang điều trị bệnh sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau người có điều kiện sức khỏe yếu thì nên kiềm chế bản thân với những người gầy yếu người già thì rượu sẽ ngấm nhanh hơn người béo và những người trẻ tuổi và bạn thì đã có bao giờ tự hỏi rằng là tại sao lại có cảm giác khoan khoái, kích thích sau khi mà uống rượu hay chưa? Rất nhiều người thì cũng đã thừa nhận rằng là à, họ uống rượu để có cảm giác lâng lâng, say say, nhưng mà uống bao nhiêu rượu thì có thể làm thay đổi hành vi của con người. Chúng ta sẽ cùng tham khảo một số những cái thông số mà chúng tôi đã tổng hợp tại đây. Trước tiên thì bia sẽ có nồng độ ở khoảng là 4 cho đến 7% thì à tức là khoảng là 200 ml. Còn rượu vang thì sẽ có nồng độ là từ 10 đến 15% thì quý vị sẽ uống khoảng là 80 ml thì sẽ có cảm giác là lâng lâng. À với rượu nhẹ có nồng độ là từ 15 đến 25% thì uống khoảng 70 ml. Và với rượu mạnh có nồng độ là từ 40 đến 60% thì chúng ta uống khoảng là 30 ml thôi thì đã có cảm giác là lâng lâng rồi. À, vừa rồi là một vài những số liệu tổng hợp của chúng tôi, hy vọng là đã đem đến cho quý vị một vài những cái thông tin hữu ích.